Chào mừng quý vị đang đến với bản tin FBNC. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Tháo gỡ vướng mắc về kinh phí quản lý, bảo trì đường sắt. Các hãng hàng không dừng hàng loạt chuyến bay đến Hàn Quốc. Chiều ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về giao ngân sách nhà nước thực hiện việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, một nhiệm vụ được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ trước đến nay. Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh an ninh an toàn đường sắt là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến tính mạng tài sản của nhân dân. Ngành đường sắt có nhiều đặc thù, chịu sự chi phối của nhiều luật như luật ngân sách, tài sản công, luật đường sắt, có hệ thống đường ngang lối đi tự mở qua đường sắt phức tạp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành có liên quan thống nhất có giải pháp khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, không để ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng tuân thủ quy định pháp luật, trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Dù chưa có quyết định tạm ngừng cấp phép các chuyến bay đến Hàn Quốc từ nhà chức trách hàng không, song các hãng hàng không nội địa Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways đang giảm dần và dự kiến ngừng các chuyến bay giữa hai nước trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc. Vietnam Airlines đến thời điểm này đã dừng các chuyến bay Đà Nẵng, Incheon và Cam Ranh, Nha Trang, Incheon, Hàn Quốc. Các chuyến bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Incheon và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Busan vẫn được Vietnam Airlines duy trì nhưng tần suất đã giảm. Tương tự, Bamboo Airways dự kiến sẽ tạm dừng khai thác hai chặng bay Đà Nẵng Incheon và Nha Trang Incheon từ ngày 26 tháng 2. Vietjet Air dự kiến tạm dừng khai thác đường bay Daegu Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 2 đến 28 tháng 3. Riêng Vietjet có đường bay đến tâm dịch COVID-19 là tỉnh Daegu, Hàn Quốc, nên dự kiến tạm dừng khai thác đường bay nối thành phố này với Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 2 đến 28 tháng 3. Theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, hãng TWA Air của Hàn Quốc đang khai thác 3 đường bay từ Daegu đi đến Đà Nẵng, Cam Ranh và Hà Nội với tổng tần suất 21 chuyến một tuần mỗi chiều, mỗi đường 7 chuyến một tuần mỗi chiều, cũng đã quyết định hủy các chuyến bay từ Daegu, Hà Nội, Đà Nẵng trong giai đoạn ngày 18 tháng 2 đến 28 tháng 3, hủy các chuyến giữa Daegu, Nha Trang cũng trong thời gian tương tự. Thưa quý vị, Cục Phòng vệ Thương mại nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan thông báo về việc Thái Lan ban hành kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống dẫn bằng sắt hoặc thép có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, bao gồm 169 mã HS. Theo thông báo trên, Ủy ban về phá giá và trợ cấp Thái Lan đã quyết định áp thuế chống bán phá giá từ 6,97% đến 51,61% đối với các sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra, nhằm ngăn chặn đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa. Tuy nhiên, thuế chống bán phá giá sẽ được miễn áp dụng đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan nhằm sản xuất để xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng đặc biệt hoặc hàng hóa được xếp vào loại đặc biệt. Theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá, lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng tối đa trong 5 năm và hàng năm các thành viên có thể tiến hành rà soát mức thuế áp dụng trên cơ sở có yêu cầu chính thức từ phía các bên liên quan hoặc cơ quan điều tra thấy cần thiết. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan của Việt Nam tiếp tục xem xét tham gia các đợt rà soát để đảm bảo quyền và lợi ích trong quá trình Thái Lan rà soát biện pháp chống bán phá giá. Thời gian gần đây, thời tiết thay đổi bất thường khiến cho hàng chục hecta ngao nuôi đang vào kỳ thu hoạch của người dân ở huyện Lộc Hà, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi ngao. Đây là hình ảnh được ghi lại tại bãi nuôi ngao xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Ngao chết rải rác ở vùng nuôi. Xã Mai Phụ có 36 hộ nuôi ngao ở bãi triều với tổng diện tích khoảng 80 hecta. Qua kiểm tra, số lượng ngao chết chiếm 15% đến 30%, có nơi đến 50%. Chúng ta phải khẳng định rằng là đến tại thời điểm này thì cái lượng mật độ ngao chết nó không đáng kể nữa. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái phương án là chỉ đạo cho người dân là yên tâm tư tưởng sản xuất. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu ngao chết và kiểm tra môi trường nuôi để tìm hiểu nguyên nhân ngao chết, đồng thời tuyên truyền để người dân không quá lo lắng, cần tiến hành thu hoạch để tiêu thụ, đồng thời gom số ngao chết đem xử lý tránh ô nhiễm môi trường nuôi. Theo những người có kinh nghiệm nuôi ngao ở địa phương, thì năm nay do có sương muối, độ mặn nước biển cao hơn, mật độ nuôi ngao quá cao dẫn đến môi trường nuôi không đảm bảo nên xảy ra hiện tượng ngao chết. Không có nè, là do sương muối nè, là bởi vì hẳn là cái con biển thể này là hẳn không chịu được cái sương mù nè, cái khí độc trong đó thì chuyển nhiều nè. Ngay sau khi có hiện tượng ngao chết, các hộ nuôi ngao tại huyện Lộc Hà đã vớt xác ngao chết để xử lý, đồng thời thu hoạch ngao để bán ra thị trường nhằm hạn chế thiệt hại trước mắt. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã xuống lấy mẫu nước và mẫu ngao để tìm hiểu nguyên nhân.
Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp ở một số địa phương, trong những ngày qua, nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống và đối phó với dịch cúm gia cầm. Đây là trang trại gà của ông Lê Văn Dũng và ông Ngô Hùng Lâm nằm ở vùng Gò Đồi, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Hiện mỗi trang trại đang nuôi gà thịt và gà giống với quy mô từ 15.000 đến 25.000 con một năm, cho doanh thu từ 1 đến 3 tỷ đồng một năm. Mặc dù được chăn nuôi theo quy trình khép kín, thế nhưng trước tình hình dịch cúm gia cầm đang bùng phát ở một số địa phương, các chủ trang trại này đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hàng năm chúng tôi phải làm theo đúng định kỳ của kỹ thuật mà bên chi cục họ hướng dẫn cho. Gà mà cỡ 5 ngày tuổi thì chúng tôi đã làm dịch tạ, nếu cái sơn có 13 ngày là chúng tôi đã làm gâm. Qua 15-17 ngày là chúng tôi sẽ làm cấm H5N1. Cùng với việc tổ chức tốt công tác vệ sinh phòng dịch của các trang trại và các hộ gia đình, lực lượng chức năng ở địa phương này còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hương Thủy cũng đã triển khai một số biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh xảy ra, như là thứ nhất là gia cầm nhập về là rõ nguồn gốc xuất xứ, nếu nhập ngoài tỉnh phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thứ hai là tiến hành tiêm phòng các loại vaccine đầy đủ theo đúng định kỳ. Thừa Thiên Huế có 36 trại gia cầm với khoảng 4 triệu con. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, vệ sinh môi trường chăn nuôi được chú trọng nên dịch bệnh không xảy ra. Tuy vậy, ngành thú y địa phương vẫn thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống, bảo vệ tốt đàn vật nuôi. Đề nghị tất cả là các cái hộ chăn nuôi gia cầm trong giai đoạn hiện nay là tổ chức cái vấn đề là tiêm phòng vaccine. Chúng tôi thấy là cái vaccine là phải nói là nó khác với một số bệnh khác, là có vaccine thì chúng ta phải có cái chủ động phòng, tức là chúng ta phải phòng bệnh vào những lúc là chưa có dịch, mà như vậy thì chủ động từ cả cái trang trại, từ cả cái hộ chăn nuôi có gia cầm. Cùng với việc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang tăng cường lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học gắn với xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh. Đây chính là những giải pháp hiệu quả nhất để góp phần nhằm ngăn chặn tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Khép lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bản tin FBNC tối nay. Hà Nội tiếp tục ô nhiễm không khí ở mức nguy hại, vì sao? Xung quanh dự thảo luật bảo vệ môi trường. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối ngày 25 tháng 2. Tôi là Minh Vy và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết khác. Thưa quý vị, bên cạnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một diễn biến khác về môi trường cũng đang khiến cho nhiều người lo ngại. Trong 2 tháng đầu năm nay, chất lượng không khí ở một số đô thị, khu vực đặc biệt là thành phố Hà Nội liên tục có những diễn biến xấu. Bên cạnh lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe, nhiều người dân cũng băn khoăn đâu mới là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cho thủ đô. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, Hà Nội có tới 11 ngày chất lượng không khí vượt giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam. Giá trị thông số bụi mịn PM2.5 ngày 20 tháng 2 vượt quá gần 3 lần giới hạn cho phép tại quy chuẩn Việt Nam. Đáng lo ngại hơn, sáng ngày 22 tháng 2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới. Nhiều người đặt câu hỏi, đâu là nguyên nhân khiến không khí thủ đô ô nhiễm nghiêm trọng? Bởi hai yếu tố từng được cho là thủ phạm chính gây ô nhiễm không khí là giao thông và xây dựng trong những ngày qua lại không đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cái sương mù nó đúng là nó cũng bị do cái điều kiện phát tán kém mà nó làm cho những cái hạt bụi nó không phát tán được nhanh và lên pha loãng ra trong không gian. Cho nên là nó làm cho cái lượng tập trung những cái hạt bụi mịn nó ở cái tầng thấp. Nó ở tầng thấp và nó ảnh hưởng đến cái hô hấp của tất cả những cái của các cái khu vực dân cư mà nó gần cái khu vực phát tán nhiều bụi. Thời tiết nhiều sương mù cũng là nguyên nhân được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đưa ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân thời tiết không nên được đưa ra như một điệp khúc cho mỗi lần ô nhiễm không khí. Nhiều cơ quan ban ngành thì cũng dựa vào hiện nay là do tại thời tiết, cũng như dựa vào ông trời, đúng không? Trời ban kiểu mưa lúc nào mát mặt lúc đấy, cho lúc nào thì được lúc đấy. Tôi nghĩ đấy là cái tâm lý đấy là rất là không nên. Tại vì tất cả những cái nguồn ô nhiễm thì đều do con người tạo ra cả. Kiểm kê phát thải khí thải sẽ biết được nguồn ô nhiễm không khí từ đâu ra, ô nhiễm chất gì, ô nhiễm do cái gì. Nhưng điều này đến nay ngành tài nguyên môi trường vẫn chưa làm được.
Chúng ta cần phải có ngay cái thống kê kiểm kê và chúng ta xem xét là khu vực nào, thành phần nào ô nhiễm và chúng ta phải xác định là ai gây ô nhiễm. Và về mặt lâu dài tôi cho rằng là các khu vực đông dân chúng tôi sẽ có phân ra cái phân vùng cần phải bảo vệ đặc biệt đối với không khí. Chúng ta cần phải có một cái nhìn một cách khoa học, một có phương pháp, chứ nếu mà chúng ta nhận diện là những cái vấn đề mà thảm họa không khí như thế này một cách chủ quan và vu vơ như thế thì chúng ta đang ngò mẫm. Thủ đô Hà Nội, thành phố xanh, thành phố vì hòa bình. Nhưng 1-2 năm trở lại đây, Hà Nội cũng đang xếp tên mình lên bản đồ các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới. Các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng không khí đã có, nhưng dường như còn quá ít và mang lại tác dụng trước mắt. Những đợt ô nhiễm không khí vẫn liên tục diễn ra. Trước những bất cập hạn chế của luật bảo vệ môi trường năm 2014 do không còn phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 được kỳ vọng sẽ góp phần thiết thực đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của cộng đồng. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia, dự thảo lần này vẫn còn mang nhiều lý thuyết và rất xa dần. Dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được Bộ Tài nguyên và Môi trường mở cổng góp ý trực tuyến từ ngày 13 tháng 12 2019. Thế nhưng đến nay, nhiều người dân lại không hề biết đến thông tin này. Không biết là mở chỗ nào cả. Không có phản ảnh đi chăng nữa nhé, thì nó quá muộn. Hiện tại thì tôi cũng chưa biết là mở cổng góp ý về môi trường khi nào ở đâu. Tôi cũng chưa biết là về bên Bộ Tài nguyên là góp ý ở chỗ nào. Còn đối với các mạng lưới liên minh tổ chức và nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực môi trường nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, mặc dù dự thảo lần này đã cho thấy nhiều điểm mới như nâng cao trách nhiệm của địa phương trong vấn đề quản lý chất lượng không khí, đưa ra những điều cụ thể cho từng cơ quan chịu trách nhiệm nhưng vẫn còn rất xa dần. Trong luật ấy, nó chưa có những cái quy định cụ thể về cái sự tham vấn. Thứ hai là nó liên quan đến cái tiếp cận thông tin cũng chưa rõ ở trong luật. Liên quan cái sự công khai minh bạch về các hoạt động của các tổ chức, của các cơ quan nhà nước đối với các cái hoạt động của mình thì nó cũng chưa được cụ thể. Một thực tế đó là người dân chưa nắm đầy đủ hết được những cái rủi ro về môi trường từ dự án tới môi trường sống xung quanh của người dân. Và đến khi mà những cái rủi ro này xảy ra thì điều đấy đó là quá muộn. Để dự thảo luật bảo vệ môi trường khi thành luật chính thức đi sâu vào cuộc sống thì theo các chuyên gia cần phải làm nhiều việc. Theo tôi, vấn đề phải xã hội hóa tất cả những cái kiểm soát môi trường này đến từng người dân. Và mỗi người dân đều có quyền phát hiện và đưa lên những cái ý kiến với các cái cơ quan quản lý ở địa phương mình cũng như ở trung ương về những cái vấn đề vi phạm môi trường. Và nếu như các cái cơ quan đấy phản ứng không kịp thì họ phải chịu trách nhiệm đến đâu. Cũng phải có một cái chế tài như thế. Cái tính triển khai về tham vấn thì tôi nghĩ là chúng ta nên có cái sự tham vấn cụ thể. Thứ nhất là tham vấn thực chất. Tham vấn thực chất là sao? Có nghĩa là về phía các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng thì tổ chức các cái buổi tham vấn với người dân ở sâu sát với cơ sở. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến vấn đề địa bàn trọng điểm thì làm sao chúng ta lấy được cái tiếng nói thật nhất của phía người dân đang bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã mở cổng góp ý trực tuyến từ ngày 13 tháng 12 2019 đến ngày 13 tháng 2 2020. Tuy nhiên, thời gian này trùng Tết Nguyên đán và dịch COVID-19 bùng phát. Do đó, nhiều đơn vị đề xuất gia hạn thời gian góp ý thêm 30 ngày. Và lùi thời hạn đề trình bản dự thảo lên Chính phủ và Quốc hội để các bên quan tâm tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện vấn đề. Vâng thưa quý vị, và những thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FPNC tối nay. Mình Vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.